Dạ xin chào anh chị nha, thì tài chính khoảng hơn 5 đồng MV cũng giới thiệu tới anh chị một chiếc xe trong phân khúc hạng C mới về cửa hàng em luôn. Mazda 3 sản xuất 2020 bản luxury, odo thì khoảng 37.000 cây. Xe thì nước sơn màu đỏ nè, thiết kế rất là sắc sảo và thể thao luôn anh chị. Đó, nội thất bên trong xe thì đã lên được cho mình là caloc sàn nha anh chị. Ghế nè, ghế chính diện bên tài nè. Odo theo xe là 37.000. Có phanh tay điện tử auto hold nè, cần số các nút bấm thì vẫn còn tương đối ạ. Hộp đựng đồ cá nhân thì cũng rất là rộng rãi cho mình luôn. Các nút bấm nè, xe thì máy xăng 1.5. Các bạn luxury thì chưa có cửa sổ chờ cho mình ạ. Rồi, hàng ghế phía sau thì có bệ đỡ tay nè, hộp đựng ly nước, điều hòa phía sau luôn. Cốp sau, khoang hành lý. Khoang hành lý thì cũng rất là rộng rãi nha anh chị. Đó, 2020 form mới rồi, thiết kế rất là đẹp luôn. Cam lùi, cả biến lùi theo xe đầy đủ cho anh chị. Mâm lốp nè, mâm lốp thì vẫn còn tương đối dài nha anh chị, tương đối cao ạ. Tại vì xe này tụi em mới về, tụi em cũng tranh thủ về, quay để cho anh chị tham khảo luôn, chứ cũng chưa vệ sinh chưa gì hết đâu. Xe đang nguyên hiện trạng á. Máy móc bên trong nè, máy xăng 1.5. Thì bên em sẽ cam kết văn bản cho mình theo những tiêu chí vàng của bên em, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc Vin Odo km chuẩn nha. Kêu chị ở đây nguyên viên hết cho anh chị luôn. Thì anh chị thông cảm nha, xe thì mới về thì em cũng tranh thủ quay nên chưa có cập nhật giá chính xác được. Anh chị nào quan tâm tới chiếc xe này gọi tới MV nha, 0928 325 679, hoặc là ghé luôn tại cửa hàng Tàng Trung Gia Lai, địa chỉ 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku. Rồi MV xin kết thúc clip của mình tại đây và xin chào anh chị nha.